Xin chào cả nhà nha. Sáng nay thì là Diễm tranh thủ lên sớm để phụ bán hàng tại cửa hàng. Nhưng mà mình thấy cái không khí Tết đã tràn về cận cửa hàng mình rồi các bạn ơi. Tại vì ở đây là bây giờ bán đào này cực kỳ nhiều luôn. Mà đoạn đường này Diễm đang đứng ở đây là đường Nguyễn Cụ Đàm giao với Trần Văn Ơn. Khi mà các bạn đi từ hướng chỗ đường Tân Sơn Nhì này thì quẹo vào Nguyễn Cụ Đàm khoảng một đoạn tầm khoảng cỡ 100m thôi thì các bạn sẽ gặp đường Trần Văn Ơn. Và cái con đường Trần Văn Ơn này thì buổi sáng cực kỳ đông đúc tại vì là mọi người bán hàng ở trong này. Đây cũng là mấy con đường chợ nha các bạn. Đây mình thấy là có ở đây bán đào. Chị ơi, cành này là bao nhiêu đấy chị? 200 ạ? Em xem được không? Đào này là đào ở đâu vậy chị? Đào Nhật Tân, Hà Nội đó. Đào Nhật Tân luôn ạ? Đào ngoài Bắc đen. Bữa giờ chị bán đào được không? Dạ. Một cành này là trị giá là 200 ngàn nha các bạn. Các bạn thấy này, nụ rất là to này. Toàn là bông nó to này. Này nụ này. Đó. Nụ nào nụ nấy gọi là mũm mĩm dễ thương luôn. Cái cành này thì bao nhiêu chị? Cái nào cũng 200 ạ? Nhỏ hơn thì nó 150. Nhưng mà theo kinh nghiệm của chị thì hai cành này thì cành nào là cành này ok luôn. Đây này. Các bạn thấy là bé cửa hàng của Diễm thì bây giờ đang rất là chật, cho nên là mình sẽ mua cái cành vừa vừa này để trưng. Hồi bữa đã trưng một cành rồi, nhưng mà phải nói là đào này cái bông đẹp lắm các bạn ơi, bông to thật luôn ấy. Đó, cái nụ nữa nè. Đó, ngoài ra chị còn đây một cành nữa nè. Cành này bao nhiêu tiền mấy chị cho em xem thử được không? Anh Dũng cầm giúp mình nha. Cành này bao nhiêu ạ? Cái này nhỏ hơn nên 150 hả chị? Mày vô, đào đây, đào Tết đây cả nhà ơi. Mai cho em ra phụ live stream bán hàng cho chị luôn. Chắc là em lấy cành này. Còn đây là cái này là tuyết mai ạ. Năm rồi á là rất là nhiều người mà Diễm coi hình rồi, mình cũng thấy vui vui là mọi người á nói là cái cây này mà mang về nếu mà không biết kỹ thuật là nhiều khi nó không nở đúng không chị? Nhưng mà em thấy cái này nó nụ cái mức. Mua lợi nụ cái này nó mới nở được cái này. Dạ. Còn mua cái cành khô là nó sẽ không nở đâu. Cái này thì nở được hả chị? Đúng rồi. Cái lợi này thì nó sẽ nở. Tại vì bán vào hàng công ty thôi. Mình để cái này thì bao lâu là nó nở chị? Cái này tầm một tuần. Tầm một tuần sau nó sẽ nở, nở nhưng mà mình xài nó lâu lắm. Khoảng bao lâu ạ? Nếu mà em mua cái này là sẽ qua Tết. Em xài qua Tết. Trời ơi, bây giờ mua mà xài tới qua Tết luôn. Bao nhiêu một cành chị? Cái này thì 120 một bó. Cái này 100 một bó. Rất là rẻ nhưng mà vì cửa hàng của Diễm bé đó các bạn cho nên là không có ấy được. Thôi để tính tiền cái cành đào này, nhưng mà dễ thương quá. Cành nó đẹp lắm đấy. Dạ, nhìn cái nụ nó bự á. Nụ nó bự thế nó mới nở được. Dạ. Dễ thương quá. Theo chị là bây giờ em mang về mình chưng thì có cái kỹ thuật nào để mình chưng được lâu không chị hả? Em có nước dưỡng hoa thì em để vô ít là được rồi. Nước dưỡng hoa hả chị? Em cho đường vô được không? Cũng được, hoặc là nước rửa chén em để vô vài giọt là nó sẽ bền. Dạ. Em cảm ơn chị nhiều nha. Có tiền rồi đúng không chị? Rồi, có 200 rồi. Dạ, 200. Bạn nào mà biết kỹ thuật mà có thể chưng được đào ở ngoài Bắc này lâu thì chia sẻ dưới cái video này nha. Camille. Trời ơi. Chú mua 2 thùng hả? Mua bữa 3 thùng đỏ rồi. 3 thùng đỏ, hôm nay 2 thùng vàng ạ. Tết ủng hộ con nha. Trời ơi. Đây, từ hướng này đi vô trong này là cửa hàng của Phan Diễm luôn các bạn ạ. Đây, đường này buổi chợ sáng là các bạn ghé cửa hàng ủng hộ Phan Diễm là có thể là mua các loại rau củ quả luôn. Đây này. Súp lơ, bông cải. Bí. Tết thì có vẻ bán nhiều chị hả? Cảm ơn chị nha. Ủ qua cà chua 15.000 ký, bông cải 15.000 bông. Ủ qua cà chua 15.000 ký, bông cải 15.000 bông. Có cái loa. Ủ qua cà chua 15.000 ký, bông cải 15.000 bông. Ủ qua cà chua 15.000 ký, bông cải 15.000 bông. Hay là Diễm làm cái loa này ở cửa hàng đi, đọc hết tất cả các giá tiền ra luôn. Cà chua 15.000 ký, bông cải 15.000 bông. Cho chị nhé. Quay cái chứ, quay chợ đẹp quá hả?
Đây các bạn thấy này, gần Tết cho nên là người ta nhập hoa về cũng rất là nhiều nha các bạn. Ở bên Diễm, cạnh Diễm là rất là nhiều, từ hàng quán ăn này tới các sạp hoa này, rau củ quả. Chỗ dễ thương quá. Trời ơi, có mấy trái đu đủ quá trời to luôn kìa. Này mà Tết chân Tết ha. Nhưng mà cành đào này đẹp quá. 200 ngàn. Cho em 10 ngàn khoai đi chị. Diễm là hay mua khoai lang ở đây nè, ăn để giảm cân các bạn ạ, mà tiết kiệm tiền nữa. Chị nhờ khoai lang vậy để dành tiền đi Tết mua bánh chưng. Mười ngàn ạ? Dạ. Em cảm ơn. Nay chị có bán bao lì xì nữa này, năm rồng hồng phát đó, rất là nhiều mẫu bao lì xì luôn này. 5 ngàn 10 cái luôn. 24. Cảm ơn chị nha. Bán được không chị? Ở đây để em ủng hộ chị nha. 20 ngàn một ký. Em bao nhiêu? Dạ. Cái này 200 ngàn ạ? Được không chị? Vậy được không? Chị ơi, chị, hay là bây giờ em để ở đây với chị Trưng, chị bán hết cái xe vú sữa này rồi trả về. Ôi trời, dặn lại thiệt luôn chứ. Đây cũng là một khán giả trên kênh Phạm Dũng nha các bạn. Phan Dũng, Phan Diễm luôn nha mấy bạn. Đây, cho em cái này bao nhiêu một ký chị? Có 2 tỷ một ký à. 2 tỷ một ký hả? Cho em 6 tỷ đi. 6 tỷ hả? Dạ. Chị gửi lại cho em. Em cảm ơn. 6 tỷ. Của bà nó chịu khí hậu lạnh à. Dạ. Nó chịu khí hậu lạnh à, giờ mình nó ít mưa. Dạ, về mình mở máy lạnh ạ. À. Của bà nó ra. Ủa chị ơi, của em chị ơi. Có bao màu có quỷ nó đo nó để mình về mình nó không mất ăn. Động đó chị. Của bao màu. Tết bán tới bao lâu chị? Bán tới 2 con. Nhưng mà gần Tết chị có lấy thêm trái cây chân Tết không? Nữa. Lấy đi em qua em ủng hộ cho. À, nhưng mà hồi bữa em thấy chị bán vú sữa trắng mà sau này lại bán vú sữa tím rồi. Tím ngon hơn. Tím ngon hơn hả chị? Xin giới thiệu với các bạn, đây là bà trùm vú sữa của khu chợ này. Đây trùm Thanh Hóa nha. Chùm, chị quê Thanh Hóa luôn hả? À. Chị chỗ nào Thanh Hóa? Chị ở Nga Sơn. Ôi, Nga Sơn là cùng quê với anh Caramel của em luôn. Biết rồi. Không, anh Dũng là ở Hậu Lộc, còn anh này ở Nga Sơn này. Nga Sơn là khúc nào? Khúc nào anh đi? Nga. Hả? Nga. Nga hả? Đây là chỗ muốn cái gào á. Ờ. Này 6 tỷ đúng không chị? 6 tỷ. 6 tỷ anh Dũng. 6 tỷ là 60. Cảm ơn chị nha. Muốn cái gào luôn. Cảm ơn bà Trùm vú sữa nha. Cảm ơn nha. À, có khách đang mua bia. À, chào chú. Mua mấy thùng bia đó chú? Chú mua mấy thùng bia đó hả? Mua rồi, bữa nào mua nữa. Dạ, hôm nay chú lấy mấy thùng? Hả, lấy thùng để uống thôi. Dạ, Tết uống được thì ủng hộ con nha. Bữa nào đi Tây Bắc ở đây. Con không đang đi nhưng mà lần này bận quá chưa đi được ạ. Đồng Hương. Dạ. Chú Thanh Hóa ạ? À? Dạ, chú chỗ nào Thanh Hóa chú? Hả? Chú chỗ nào Thanh Hóa? Chú Long Sơn. Dạ. Chú nhà máy xi măng. Nhà máy xi măng. Sơn này chú. À. Dạ, Tết chú có về quê không? Mặc bộ đồ này giống như là thợ máy ấy chú ha. Đây, chú là sáng ngày chắc đi chợ, vừa đi chợ. À, mua sao là đẹp quá trời vậy. 200 ngàn này chú này.
đây này. Đi đâu là biết đó nha. Dạ con cảm ơn nha. Đây chú là sáng nay đi chợ chả cá về nấu canh này, xong rồi có lấy bia camel để nhậu nè. Đó là đến nhiều lần nhưng mà gặp không có gặp. Dạ lâu lâu mới gặp, hôm nay mới gặp thầy chú. Dạ con cảm ơn nha. Đây vài bữa mà chú có mua rau á, chú mua hàng của con xong ghé đây mua rau luôn nha chú. Ủa nhưng mà hôm nay em thấy chỉ có ngó sen hả? Đó thôi, nó xấu quá là mua gì. Ờ à, nhưng mà cái này mới non ngon này. Cái này là hàng quê á, hàng thiên nhiên á. Cái này xào với mỡ heo á. Cái này bán bó này nhiêu chị? Ủa em chụp hình với nhau cái. Dạ. Dạ. Gặp nhau lâu rồi. Cho em cái này đi. Không mà cứ để cửa hàng em thôi. Đây là chị bữa Diễm cũng có chia sẻ đó là chị làm bán ở đây từ sáng tới trưa. Thì các bạn mà nhớ ghé ủng hộ Phan Diễm thì nhớ ủng hộ chị. Chị tên gì em quên rồi? Chị tên Ngọc. Chị Ngọc. Đó, chị Ngọc dễ thương. Chị Ngọc sinh năm bao nhiêu ta? Bao nhiêu hả? Sinh năm ta 89. 89 hả? Dạ. 89 bị qua 90. Dạ 90, 90 là bằng tuổi anh trai em. Sáng giờ chị bán được không? Ra chợ này chậm vắng. Ngay vắng đúng không? Dạ, chị cứ để gốc đi hồi em lấy. Đấy. Con cảm ơn chú nha. À đây. Để đứng góc này thấy cửa hàng. Dạ. Đây là chú vào để con chụp cho. Đây cái này có cành đào hợp lý luôn chú ha. Dạ, cảm ơn chú nhiều nha. Đây gặp. Cành đào cũng ở đây nha. Dạ, con cảm ơn. Còn đây này các bạn này. À, cái xe này là bây giờ sẽ chuyên chở bia ra để giao những cái đại lý mà lấy từ vài chục thùng á. Thì sáng nay là bên Diễm vừa giao hết 100 thùng rồi. Thì bây giờ đang chuẩn bị xe này để chuẩn bị đi giao tiếp về quận 4 nữa. Đây em sẽ cho các bạn xe bia đang chất này. Không được, đang khóa hay sao à, để chú ra cái mình vào trong. Con chào chú nha. Dạ. Mua ở đây còn mua ở đâu nữa. Dạ đúng rồi. Bọn con thì mua cho ai. Dạ chào chú nha. Anh đến phụ. Dạ anh trai con lên phụ ạ. À. Nhà ai cũng biết chứ mua vậy. Đây bây giờ là bia đang chuẩn bị còn chất nữa này. À, khóa mở khóa này giùm em với. Bấm mở khóa cái anh Tú ơi. Đang đóng rồi. Tú ơi mở khóa đi. Ở này bia đang chất trong này rồi này. Phải có chìa khóa hả? Em mới mua cành này 200 này. Đẹp ha. Này, cho em cái này vô trong kia hòm mọi người ăn. Chung là các bạn mà có nhu cầu mà dùng Tết thì nhớ ủng hộ Phan Diễm nha. Đây. Còn đây mà các bạn tới thời điểm này thì sẽ gặp tổng quản lý ở đây nữa. Một thêm một tổng quản lý đó là anh trai mình nha các bạn. Đấy. Đây. Đây bây giờ vào cửa hàng thôi các bạn ơi. Đây vào cửa hàng bé bé xinh xinh của Phan Diễm. Đây bây giờ như năm rồi á, là còn chỗ để đặt được một chậu mai một chậu đào. Chứ năm nay là tình hình này thật sự là không biết đặt mai đào kiểu gì luôn. Đây có sẵn cái chậu sẵn luôn này. Ở nhà ai biết mình mua đào về hay sao. Đây đặt đây là ok luôn. Mà lấy mấy xếp luôn. Ồ, các bạn thấy hợp lý chưa? Đấy, cho gói củ dừa check in với canh đào đó đã. Quá đẹp luôn. 200 ngàn. Ngày hôm qua thì hơi công việc với lại là khách hàng nhiều rồi lu bu trong cửa hàng nữa cho nên là Diễm cũng không có chia sẻ được hết một video để gửi tới các bạn. Thì sáng nay là Diễm cũng tranh thủ lên tại vì mình cũng có một cái dự định là bữa giờ định thực hiện rồi nhưng mà chưa có sắp xếp được. Hôm nay cũng là ngày đầu tuần
Thì trước khi mà chia sẻ với các bạn là cái kế hoạch đó là gì thì mình nhắc lại một lần nữa, để các ai mà muốn hỏi địa chỉ của Phan Diễm á, thì địa chỉ của Diễm là ở địa chỉ là 89A Trần Văn Ơn, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú nha các bạn. Ở đây thì các bạn thấy màu đỏ bên trong là bia này, rồi các mặt hàng như là hải sản, củ hủ dừa hay là các đặc sản thì đang trong quá trình là chuẩn bị hàng để phục vụ Tết, rất là nhiều hàng luôn các bạn ơi. Còn sáng ngày hôm nay thì Diễm sẽ đi mua rau để mang qua bên chỗ bếp ăn ở chỗ gần cửa hàng của Diễm luôn, bếp ăn Nụ Cười 2 ở đường Tân Sơn Nhì nha các bạn. Sao mà lặt rau muống cho khách sẵn luôn hả chị? Nó xấu quá chị, lặt sạch sẽ luôn. Dạ. Hồi bữa là Diễm có chia sẻ với các bạn là chị gái cho bán rau trước cửa hàng của Diễm á, đây tới Tết là bạn nào mua hàng thì ủng hộ, nhưng mà cái ngày hôm nay là em muốn mua, chị cân cho em hết toàn bộ ở đây luôn. Thì hôm nay là sẽ không gửi vào chùa nữa, mà hôm nay em gửi ở bếp ăn thiện nguyện ở trên gần chỗ mình này. Bây giờ ở đây hôm nay mình có bao nhiêu loại đây chị? Chị có thể nói giá sơ qua từng loại ở đây là giá như thế nào chị hả? Hổ qua thì 20. Hổ qua là 20 ngàn một ký. Rồi. Que thì 30. Đậu que là 30 này. Mướp bao nhiêu? Mướp thì 15. Dạ mướp 15 ngàn. Rồi càng cua này chị? Càng cua thì 3 ngàn lạng. 3 ngàn một lạng là 30 ngàn ký. Dạ. Bầu với cà chua thì sao chị? Cà chua thì có hai loại, có loại 15 ngàn, có loại 25 ngàn. Dạ rồi. Còn rau muống này chị bán làm sao? Rau muống là sẵn 2 ngàn lạng. Dạ. Rau muống là sẵn là 2 ngàn. Còn cái bó rau dền này bao nhiêu chị? Bó rau chị không biết, chị căng là chị biết. Bao nhiêu chị bán, bao nhiêu một ký? 20 ngàn ký à? Ờ, nhưng mà em thấy đợt này chị lấy nha đam ở đâu mà nhìn ngon quá trời luôn này. Nha đam này giống như nha đam trồng ở nhà. Chị này phải trồng. Đúng rồi. Cái này là ngon lắm nè. Cái này mà nấu chè đậu xanh là hết sảy con mà bảy luôn á. Các bạn biết sao? Tại vì nhà Diễm cũng trồng nha đam nên là Diễm biết là cái nha đam này không có kiểu là nó trồng thời gian rất là lâu nha. Đây này, cái này mà các bạn mua về để uống nước thì rất là tốt luôn. Tại vì khi mà trồng nhà và thời gian lâu thì cái bẹ nha đam nó rất là chắc này. Đó, đây này. Nhưng mà cái nha đam này thì mình sẽ mang riêng mình cân cái này để cho mẹ chồng mình nấu nước. Còn rau thì mình sẽ mang vào bếp ăn. Bây giờ chị cân cho em đi. Nãy chị nói nha đam này bán bao nhiêu một ký? Nha đam 15 ngàn. 15 ngàn ký hả? Dạ rồi, thế bây giờ cân cho em luôn đi. Cái rau muống này khỏi phải nhặt gì ạ? Rau muống này đã xấu lắm. À, xấu lắm. Phải nhặt lại hả? Phải nhặt lại. Dạ rồi, thế bây giờ cân cho em mấy cái này trước đi. Xong rồi ra muốn thì hồi nhạc xong rồi bó lại sao? Dạ dạ. Dạ rồi. Cần cho em cái nhà, từng loại đi xong cho em vào cái túi. Chị có túi to không? Có, để chị phân ra từ túi cho túi cho nó sạch. Dạ rồi. Chứ mà để chung nó hư rồi. Dạ đúng rồi, ý là từng loại á mình cho vào một cái túi á. Loại nào trên loại đó. Dạ. Thế chị cân giúp em luôn đi để em tranh thủ xe, tại vì xe này là 11 giờ là nó cấm giờ á, là sẽ đây em phụ đưa túi đi, em phụ bỏ mọi loại vô cho. Đây các bạn thấy là cái trái cà chua này ngon chưa này? À, quá là đẹp luôn. Dạ. À lót báo hả chị? À. Dạ. Qua mới mua của chị vú sữa, hôm nay chị đang mời xoài. Không sao, em qua bên đó cũng gần chị ạ. Cà chua này là hai loại nha các bạn. Loại này là 25 ngàn một ký này. Còn cái loại này là 15 này, loại thường này 15. Cái này cà chua thì các bạn có thể làm theo kiểu sốt cà, hay là mua hải sản của Phan Diễm thì về xào chua ngọt. Hoặc là Diễm thấy cái món cà chua này mọi người hay nấu là kiểu nấu với lại trứng đó các bạn. Kiểu nó hơi chua chua xong rồi đánh trứng vô. Đây, một túi. Hai túi. Nhiều bạn hỏi là sao không đặt một cái kệ ở đây để cho nó tươm tất, nhưng mà các bạn biết sao không? Là ở đây không được phép đặt kệ nha các bạn. Mình chỉ bán gọn nhẹ bên trong thì thôi, tại vì liên quan tới đô thị này kia nữa là mình không có được đặt kệ. Dạ đúng rồi, không được đặt kệ này, không được làm biển hiệu, hay là không được đặt cây dù ở ngoài này luôn.
nên nó rất là khó, nên là chị phải tranh thủ buổi sáng là chị sẽ che thế này nè. Đó các bạn coi nè, đây chị là phải che đây này, lấy cái chổi che cái này cho nó mát nè. Đó, củ qua này mà gần ngày Tết đó là các bạn xào hoặc là nhồi thịt đó. Bầu này thì nấu canh là ngon lắm. Không, em gửi qua kế bên này thôi à. Bữa nay cho mọi người nấu ăn gần luôn. Em có lấy hết rau này luôn á. Tại vì bếp ăn đây qua bên đó có mấy trăm, chừng khoảng cây số à. Dạ, bếp ăn gần đây luôn. Ủa, bầu với bí đao có cùng giá không chị? Cùng giá thì em để chung nha. Nay chị về sớm bữa. Đó. Bí đao. Còn mướp nãy chị nói nhiêu ký? Mướp 15 ngàn hả chị? Ồ, cái cải ngọt này cũng ngon này các bạn nè. Đó. Dưa leo này, đậu rồng này. Nếu mà bình thường cái rau này chị là mình có bán trong ngày là có hết không? À, bán thêm chỗ khác nữa. Dạ. Dạ. Đây giá nữa nè chị nè. Không sao đâu, em đi gần không sao. Đây cân hết cho em đi. Tính tiền, chị tính tiền hả? Ồ, có cái điện thoại này tính tiền hơi uy tín luôn á. Bây giờ còn cái nào chưa cân đúng không chị? Đấy, trong này là 573 ngàn nha các bạn. Thôi khỏi cân đi, em tính dư dư ra cho mình luôn. Khỏi phải ấy, khỏi phải đi nhờ cân. Dạ thôi, khỏi đi, chị cứ cho vào túi giùm em đi. Đây, hồi nãy của em cân là 500... À, hôm qua mới mua chị 6 tỷ vú sữa xong. Qua mới mua vú sữa chị kế bên. Nay chị bán xoài rồi hả? Nhưng mà nay không bán vú sữa nữa hả? À, vú mai mới có. Xoài hôm nay có xoài thôi. Chị bán vú sữa tím ngày hôm qua, nếu mà các bạn xem video á, sáng hôm qua đúng rồi đấy, mình mua vú sữa của chị đấy. 24, hồi nãy em tính tiền là 573 ngàn, 2, 4, 6, 8, 1 triệu. Em gửi chị 1 triệu luôn, còn tiền dư là em gửi bé, tặng bé. Chị phải đi thôi. Dạ rồi, đấy, giữ đi, giữ đi. Đấy, còn lại em tặng cho bé. Khỏi phải... lấy tiền hàng. Rồi, được 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 rồi. Dạ thôi, em nay khỏi đi thôi, tặng bé coi như là chuẩn bị gần Tết các bạn ạ. Tại vì chị rất là biết là Diễm, bình thường là Diễm hay mua hàng ở đây để mà tặng chị. Cái xe này là xe chở bia các bạn. Hôm nay mình buổi sáng này mình tranh thủ mình lấy xe mình chạy qua mình đưa rau ở tặng bé rau ở bếp ăn luôn. À, còn hành đó đúng không chị? Hành với lại rau muống. À, bây giờ thì các bạn cùng lên xe cùng tới bếp ăn với Phan Diễm luôn nha. Đây, bây giờ mình sẽ đi ra ngoài đường Nguyễn Cửu Đàm rồi đi Tân Sơn Nhì nha các bạn. Tại vì các bạn khi mà tới cửa hàng của Phan Diễm vào buổi sáng thì thấy là cái con đường này rất là đông xe, tại vì đây là con đường chợ luôn các bạn ơi. Rất là nhộn nhịp, nên là xe mình mỗi lần mà di chuyển trong này chở bia lấy hàng thì nó cũng rất là khó. Hơi bất tiện một tí vào cái lúc buổi sáng thôi. Vì buổi trưa là sáng từ 8 giờ tới 11 giờ là ô tô con là có thể vào bên trong đường Trần Văn Ơn. Sau 11 giờ là sẽ cấm giờ nha các bạn. Cấm tới 1 giờ, xong rồi từ 1 giờ tới 6 giờ. Nên là mình đã tranh thủ đi buổi sáng này mình đang đi tranh thủ đi. Bây giờ đang là 10 giờ rưỡi rồi nè.
Và ba bạn thấy là xe này kiểu bé bé xinh xinh dễ thương không? Đó, chợ bia Camel. Và có thể tận dụng luôn là bình thường thì mình sẽ đi chở củ dừa sấy khô này, xong rồi chở thịt trâu gác bếp này, chở các mặt hàng mà mang về cửa hàng của Hoàng Diễm hay là đi lấy yến, thì có em xe này thì có thể kết hợp luôn. Nhưng mà có một cái là xe này hơi tốn xăng các bạn ạ. Mấy ngày là 1 triệu anh Tú? 2-3 ngày. 2 ngày là 1 triệu tiền xăng nữa các bạn. Nó tùy thì mình đi xa hay đi gần đúng không? Đó, bếp ăn là bếp bên đây, mình quẹo ra đường Tân Sơn Nhì này các bạn này. Thì bếp ăn sẽ nằm bên tay trái. Bếp ăn nụ cười 2. Hôm nay Diễm tới thì Diễm cũng không có gọi trước cho bếp ăn. Mình sẽ tới một cách bất ngờ luôn nha các bạn. À, nãy Diễm đang nói dở là hiện tại là trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh hay cả tỉnh, thì khi mà các bạn mua số lượng từ 10 thùng, 20 thùng á, là bên mình sẽ giao hàng cho các bạn này. Rồi cả khi mà các bạn nhận làm đại lý từ 50 thùng thì sẽ có một cái giá rất là ưu đãi luôn. Bên mình là giao hàng tận nhà. À đây, tới bếp ăn rồi này các bạn này. Đúng rồi, quanh lại đây. Này, tới rồi. Có chú này chạy rác vừa mới ăn cơm xong này. Rồi, tới ơi. Ở đây địa chỉ là 170 đường Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú. Em chào chị. À, tới rồi các bạn ơi. Hôm nay em mua rau của một chị ở trước cửa hàng của em ấy, nên em qua em gửi tặng mọi người luôn. Dạ. Em sao luôn rồi. Ở vậy hả? Biết sao? Sáng nay em qua mà em không có gọi trước cái chị luôn, bảo là không biết gì luôn. Hơi bất ngờ. Đây em có ít rau này của chị bán gần à, cái này mang về cho mẹ. À đúng rồi. Em nhắn cái số Zalo cho chị nha. À đấy, hôm nào bảo là chị ơi hết rau rồi thì alo cho em. À chị ơi, có mấy cái tầng ô á thì nấu canh trước thì sợ nó. Đây các cô chú đang ăn cơm trong này nè các bạn này. Chưa nay ăn cơm với gì chú? Cơm kim rồi. À chú đã ăn xong rồi. Dạ. Ôi mọi người đang ăn cơm mà. Đây các cô chú đang ăn cơm trong này các bạn này. Đây một suất ăn này. Đó, các bạn thấy tươm tất chất lượng chưa? Hôm nay là có đậu hũ này, có rau, có canh này, có chuối này. Đây này, chú này đang mang ra này. Thương quá. Đây, bây giờ mình sẽ đặt rau. Đây mọi người chỉ mang vô trong luôn anh Tú ơi. Chào chú. Chào cô, chào chị ạ. À. Ôi chào. Dạ, ôi đậu hũ nhìn ngon quá à. À cái này là cái gì xào vậy cô? À, củ sắn xào. Củ sắn xào à? Ừ. Dạ, còn cái này là đậu hũ xào. Dạ. À, đậu hũ nhồi thịt à? À đậu hũ nhồi thịt. Dạ. 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 Không phải, của cái chị phía trước chị bán bao nhiêu rồi em gom hết cho chị về sớm luôn. Dạ, đây có cà chua. Đây mọi các bạn thấy không? Bếp giờ này là bắt đầu là mọi người tới đây ăn là khoảng mấy giờ là có cơm chị ha? 10 giờ là bắt đầu ăn rồi. 10 giờ là có cơm à? Mình bán tới thường là khoảng mấy giờ à? Bán tới 12 giờ là nghỉ. 12 giờ là nghỉ. Dạ. Em cảm ơn nha. Đấy em bảo là em ở gần đây cho nên mà cứ nói hôm nào mà nói là hết rau rồi thì alo em. Hôm nay vừa hết luôn á. Vậy không? À còn ở nhiêu cao su em cao su thêm. Dạ. Đấy. Cảm ơn chị Diễm nha. Dạ rồi thôi đem ra mình coi còn cái gì mình mang vô. Để coi cô múc một phần cơm này. À, chuẩn bị là hết cái đậu hũ này từng đợt ạ. À. Dạ. Coi cái chú. À mình sẽ là mua vé ngoài kia xong mình vào trong này là đổi đúng không ạ? Vô đây mình nhận vé là mình bán thôi. Dạ. Bé này bên khẩu ngoài nhìn trẻ hơn trong tay trong cái đồ hen. Ok hơn đúng không con? Dạ con cảm ơn. Đây này. Dạ em cảm ơn ạ. Ôi đây này vừa mới nhắc xong hết rồi bây giờ này. Trời ơi hấp dẫn quá cô ơi. Ăn đi.
anh cho biết với người ta chứ. Dạ nhưng mà nhìn ngon quá à. Mình nấu cái này thì mất nhiều thời gian không cô? Thì coi như là 7 giờ sáng rồi bắt đầu sơ chế. 7 giờ sáng mình sơ chế bắt đầu là nấu luôn. Dạ. Trong đến 9, 2 tiếng đồng hồ. Ôi, nóng hổi luôn đó. Này còn đó. Mới nấu xong đó. Dạ. Trời ơi, đã quá. Đây cái món này là ngày mai có thêm cà chua rồi nha cô. Mai con mua 2 bịch cà chua luôn. Chào chú. Heo xào sợ ớt. Ngày mai là có món gì hả cô? Heo xào sợ ớt. Dạ rồi. Rồi bắt đầu ví dụ bây giờ củ quả này là sẽ nấu canh. Dạ cái này là như xào. Những cái này rau mình sẽ tranh thủ nấu trước đúng không cô? Ờ đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Chúng ta sẽ soạn ra rồi cái nào xài được trước có thể nấu trước. Dạ. Nè. Mai là sẽ có món heo xào sợ ớt nha các bạn. Heo xào sợ ớt. Cô là bếp chính hay đúng là rồi. Wow. À, tay nghề là bao nhiêu năm rồi cô? Mới có 12 năm à. Nhưng mà cô đồng hành với lại là bếp quán từ lúc 12, từ lúc mà mở ra đến giờ đó, từ dạ. Lúc đó đến giờ luôn đó. Dạ. À, cơm này vừa mới ra luôn hả chú? Đây các bạn coi cơm này. Đó, là cơm nóng, đồ ăn nóng hổi mỗi ngày nha các bạn. Gạo nhìn rất là ngon luôn. Chú còn nhớ con không? Dạ. Hôm nay là bây giờ là đang tất bật rồi. Con cảm ơn cô nhiều nha, con cảm ơn mọi người. Dạ, có dịp tụi con lại tới thăm mọi người ạ. Dạ. Cô về nhớ xem video con nha. Dạ. Dạ, con cảm ơn nha. Dạ, xin bà con ơi chưa có tại chợ. Dạ. Chắc nghe vậy chắc mai lại qua chơi nữa quá. Dạ. À, ở đây mọi người ăn cái này cũng được hoặc không là sẽ mang về. Đúng rồi, tức là sẽ cho người ta có ai mà có phiếu là sẽ cho ta mang về một phần hoặc hai phần. Người già thì được hai phần. Hai phần đó là bao nhiêu tiền ạ? Có 4.000 thôi. 4.000 là hai phần. Thì có 2.000 một phần thôi mà. Tại quán cơm 2.000 là chỉ có 2.000 thôi. Là các bạn có thể là ăn tại chỗ cũng được hoặc không thì các bạn có thể là có hộp để mọi người có thể mang hộp mang về. Đúng rồi. Dạ. Thế thì cô có thể chia sẻ một tí là ở đây là mình ngoài cái vị trí ở Tân Phú này ra thì bếp của mình sẽ còn những cái chỗ nào nữa cô hả? 11 Trần Huy Lượng. 11 Trần Huy Lượng. Là quán 6 và quán 1 là ở phải nói 299 Lý ở gì là Lý Thái Tổ. Dạ. Để con cảm ơn mọi người nhiều ạ. Dạ. Dạ, con nha. Đây mọi người đang chờ lấy đồ ăn này. Đây, bây giờ mình sẽ đi ra đây để cho mọi người lấy cơm. Đây này, như chú là mình mang về hả chú? Dạ. Này, chú có canh này, có hộp cơm này. Rồi có đồ ăn. Đó, con xem thử nha chú. Đó, đây này, một hộp cơm ở dưới này, một hộp đồ ăn này. Xong rồi hũ này là canh. Dạ, con cảm ơn chú nha, chúc chú ngon miệng nha. Vì cái không gian ở đây nó vừa phải nên là mọi cái diện tích để mà mình ngồi thì sẽ được thiết kế là chia ra thành ba làn. Một làn mình có thể ngồi sát bên bờ tường này, có bàn ở giữa này, rồi mé bên kia. Dạ, ngày mai qua nhé. Dạ. Ngày mai qua đi nữa. Ngày mai qua nữa không ạ? Dạ chắc mấy hôm nữa mới qua, mai chắc sợ chưa qua được ạ. Đây các bạn thấy ăn cơm xong là còn có chuối để ăn la xét trắng miệng nữa. Dạ. Chào chú. Chú ở dạ. Vậy hả? Nhưng mà bây giờ đúng là đang cao điểm đúng không chị? Không, hồi nãy á. Cái đoạn mà 10:15 cao điểm xếp hàng dài luôn á. Dạ. Nhưng mà phải nói là mình rất là vui vì có biết được bếp của Nụ Cười và thi thoảng thì có thể là đồng hành trong bé bé tí tí thôi nhưng mà mình cũng cảm thấy rất là vui. Em cảm ơn chị nha, có dịp thì em lại qua. Em cũng mừng quá. Vậy hả? Cuối tuần này nghỉ Tết à? Tết luôn, tại vì đó là bà con bắt đầu về quê rồi. Mình còn là ngày 10 khoảng rằm hả? Dạ đúng rồi, qua rằm 2 ngày. Là mình nghỉ Tết, tới mùng mấy thì bếp mở lại à? Mở đúng, nghỉ đúng 1 tháng. Một tháng. Dạ, một tháng là rơi vào tầm khoảng cỡ 10 rằm tháng giêng là bán đúng lại rồi, rằm sau rằm là bán lại 16 bán lại á. Dạ. Dạ em cảm ơn nhiều nha. Hy vọng là sẽ có dịp để đồng hành. Còn bếp thì như là chị vừa mới chia sẻ đó các bạn, thì khoảng rằm tháng 12 là bếp sẽ tạm ngưng để chuẩn bị cho cô chú này kia về ăn Tết. Thì bếp cũng mọi người cũng nghỉ, xong rồi khoảng rằm tháng giêng thì mở lại. Nhưng mà em được biết là trước khi mà mình nghỉ Tết thì mình cũng có trao quà cho các cô chú. Bữa trước là phát gạo đó chị Diễm. Dạ. Bây giờ còn hay còn cái đó nè. À vẫn còn hả? À,
Còn túi này là mấy ký ạ? 5 ký đó chị. À là tặng cho các chú ạ. À. Đấy, nhưng mà nhà chú ở đâu? À, đường Nguyễn Lý Mới á. Nguyễn ở ngoài đường. À. Dạ. À, gạo này là hồi bữa mang qua đó hả chị? Mang qua đó. À là vẫn còn nhiêu đây ạ? À? Dạ còn được mấy phần nữa, mang bốn phát hết rồi. Dạ, mình phát hết thì mình nghỉ Tết luôn đúng không ạ? Trước là làm cũng có 200 phần. 200 phần. Dạ, nhưng mà vui thật sự. Dạ, em cảm ơn nhiều nha. Dạ, có dịp mấy hôm em lại qua để chú mua cái phiếu này để đổi mua cơm đó các bạn. Đã có phiếu này thì mới mua được mang về. À, đây, chú mua là mấy phần đó chị? Một phần mang về. À, là chú đưa 4.000. Là một phần là chú sẽ mang về, một phần là chú sẽ ăn ở đây, là chị 4.000. À, à đây là sẽ tùy theo là đây cái xanh này là ăn tại chỗ, ăn tại chỗ, cái đỏ này là mang về, à để chia về để mình dễ biết đúng không chị? Ví dụ đấy, như là người ta đói bụng có chiều người ta có sức rồi đó, người ta ăn thêm. À dạ đấy, bữa sau Diễm sẽ cầm 4.000 qua đây mua một phần ăn tại chỗ và một phần mang về để chia sẻ với các bạn luôn nha. Nhưng mà chắc phải là qua Tết tại vì qua bếp là gần nghỉ rồi. Nhưng mà ngày mai xin thông báo với các bạn là ví dụ như ở cô chú nào mà có buôn bán vé số hay là gần đây thì ngày mai là có món thịt heo xào xả ớt ạ. Rồi mới nắm được thông tin. Dạ. Còn bây giờ thì chắc là Diễm cũng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nếu mà các bạn mà có muốn chia sẻ về rau, về gạo này, không phải là về tiền nha các bạn, mà về những giá trị mà mình có thể nấu cho một bữa cơm ấy, rau, củ quả, gạo, thì các bạn có thể chia sẻ với những bếp ăn, đặc biệt là bếp ăn Nụ Cười. Đây là chi nhánh 170 Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú nha các bạn. Chào cả nhà nha.